Bosada Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bosada Huy đang có mặt và chia sẻ cho quý vị tại Festival Thủ đô. Và hình ảnh ngay trước mắt quý vị đó là rất nhiều những xe cẩu chở những tác phẩm quý đến. Và có một nhà vườn từ Thanh Hóa đến, anh cũng mang rất nhiều những cây xuất sắc của anh. Đó là anh Tuấn Bồ Câu tại Thanh Hóa. Bosada Huy nhìn thấy phía trước là những cái tác phẩm của anh. Hình như là 5-6 tác phẩm gì đó quý vị ạ. Ngày chúng ta sẽ đến trò chuyện với anh Linh, là anh của anh Tuấn. Em chào anh Linh nhé. Anh em chào anh. Nhà vườn anh Tuấn Bồ Câu mang đến festival mấy tác phẩm anh nhỉ? 6 tác phẩm. À, 6 tác phẩm. Rồi. Thì em thấy là đều là những tác phẩm rất là xuất sắc. Có lẽ thế. Thì có lẽ là đây là những cái tác phẩm được anh ấy chọn lựa, là những cái cây tâm đắc cũng như là cây đẹp ở vườn của anh mang đến thủ đô phải không anh? Vâng. Thế thì chúng ta sẽ đi chiêm ngưỡng từng tác phẩm của anh Tuấn Bồ Câu quý vị nhé. Một trong nhà vườn lớn tại Thanh Hóa. Quý vị đang chiêm ngưỡng đó là tác phẩm trực hoành. Đây Ngọc Kỳ Lân. À, Ngọc Kỳ Lân. Cây hai như có hai con kỳ lân đang ôm bên ngọc. Cây dáng trực hoành và tên thì là Ngọc Kỳ Lân. Hai thân ôm một cái hòn đá tựa giữa bên ngọc. Cây form tầm trung và cũng đang trồng một cái chậu đá cổ. Và một cây nữa cũng đang được hạ xuống. Nhìn trước này mình thấy độ của nó như nào. Vâng. Cái xe cẩu cẩu qua thì con Sadui sẽ sang đằng trước. Chúng ta sẽ đang ngắm đằng trước. Ngày thứ hai nhận cây tại thủ đô đang rất nóng rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những cái tác phẩm rất quý của những nhà vườn nổi tiếng mang về thủ đô. Đồ chất nhìn sướng quá quý vị ạ. Là cái dàn cây. Em chào anh, chào anh Vân nhá. Anh đến bao giờ đấy? Anh vừa đến mà anh đang đem cây dầm đem đến. À dạ vâng, vâng, vâng. Đây đoàn Vĩnh Phúc quý vị nhá. Lập Thạch nhỉ. Lập Thạch Vĩnh Phúc. Chúng ta sẽ đến với một cái tác phẩm anh cũng đang hạ xuống. Cây hai thân. Toàn cây xuất sắc của anh thôi. Vườn anh Tuấn Bồ Câu quý vị nhá. Quý vị đến với những cái tác phẩm to hơn một chút, đẳng cấp hơn một chút. Nhìn những cái cây VIP của anh nhưng mà đã quá quý vị này. Cái đồ này thì không nói quý vị cũng nhìn thấy cái vẻ đẹp và cái giá trị của tác phẩm. Cây tuổi chậu và móng rồng hết rồi quý vị ạ. Là cây có cái thần cổ thụ rất lớn. Con cây rất đẹp. Đây là mặt sau của tác phẩm. À, trên xe còn một tác phẩm nữa. Thì thước phim này thì Bosada Huy sẽ chia sẻ cho quý vị nguyên cái dàn cây của anh Tuấn Bồ Câu. Tác phẩm Hoàng Long Đại Lực Sĩ. Cái form của tác phẩm này rất đẹp quý vị ạ. Đây là một cái cây xanh dáng trực và cái xuất phát điểm từ tán tầng. Và để có một cái cây tán tầng mà hiện nay giữ được những cái tay chi cũ và để phát triển thì không hề đơn giản. Chú Cường Thóc có một cái cây cũng gần giống này. Cây này thì nhỏ hơn cây của chú Cường Thóc. Con dáng rất đẹp quý vị ạ. Ông kia cái xe cẩu ngay bên cạnh thì có hơi ồn một chút quý vị nhé. Mong
quý vị yêu cây sẽ thông cảm. Đây là những cái thước phim đang rất là nóng và công tác chuẩn bị. Chào bạn nhé, chào bạn. Bạn đang ghi hình à? Tôi đang livestream anh. Ok bạn. Yeah. Vì những cái tác phẩm như này thì không muốn rời mắt. Bầu bóng mái rất đẹp quý vị ạ. Vẻ đẹp cũng như thần thái, nét uy nghi, rồi vẻ ngoài dũng mạnh của những cây trực. Thì tại sao những cây xanh trắng trực mọi người lại thích như vậy? Và theo thống kê thì những cái cây xanh trắng trực là được mọi người yêu thích. Và cái giá trị của những cây xanh trắng trực giao dịch trên thị trường cũng chiếm phần đa là những cây nhiều tiền. Chào anh nhé. Bóng mái mà Sao Đô Huy ghi nhận xếp tàn cực kỳ đẹp quý vị nhé. Cây này càng ngắm càng mê. Quả phúc thì to đầy nhưng không to quá mà không nhỏ quá. Các bông thì bông lớn bông nhỏ đan xen nhau. Và cây thì cũng có một cái hình dáng, một cái tam giác lệch, một cái cách thiết kế rất là cơ bản của cây cảnh nghệ thuật. Và bố cục nhìn vào chúng ta nhìn thấy cái nét đương đại trong đó, cổ nhưng mà có pha chút đương đại, nhìn rất là cuốn hút. Nói chung là một cái trong những tác phẩm xuất sắc của anh Tuấn Phổ Cộng. Và chúng ta đến với cây xanh cổ tiếp theo. Một tác phẩm này to nhất quý vị ạ. Bố Sa Huy đang ghi hình đó là mặt sau của tác phẩm. Một cây xanh đang trực. Và theo thời gian thì hiện nay đã có thể gọi là cây trực hoành rồi. Một cái cành một đã hóa thành thân rồi. Đây là mặt chính của tác phẩm quý này. Quá giá trị quý vị ạ. Chúng ta đã nhìn thấy một màu đồng rồi. Một màu đồng hiện rõ. Chưa cần thử nước gì, chưa cần nước gì đã nhìn rõ màu đồng rồi. Và cái nét hóa quý vị ơi, cực kỳ ấn tượng. Và siêu to khổng lồ thì đang di chuyển vào trong triển lãm đây. Những cây xanh rất khủng. Chúng ta trở lại với những tác phẩm của anh Tuấn Bồ Câu. Quá đẹp phải quý vị. Vẻ đẹp và đẳng cấp thì khỏi phải bàn cãi rồi. Bùi Ngọc Linh, Bùi Ngọc Linh, Bùi Ngọc Linh. Dàn cây này thì khiến những vị khách khó tính đến với triển lãm cũng phải hài lòng. Ở đây đủ các size cây, tầm trung và đến trên trung và tầm đại, và đầy đủ những cái đường nét của cây cảnh nghệ thuật. Cây xanh dáng trực, rồi trực hóa dáng làng, rồi trực hoành. Đó là những cái cây dáng thế cơ bản của cây cảnh Việt Nam. Đây cũng là cái tác phẩm của anh Tuấn Mộc Câu quý vị nhé. Thì Quan Sát Huy luôn có mặt ở cái điểm nóng
và sẽ cố gắng chia sẻ cho quý vị. Để quý vị yêu cây cả nước đang không đến và không có mặt ở festival thủ đô, quý vị cũng phần nào cảm nhận được. Và rất mong quý vị yêu cây cả nước sẽ hướng về thủ đô, sẽ sắp xếp công việc để một lần về với festival thủ đô, một cuộc triển lãm quy mô cực kỳ lớn, có lẽ là lớn nhất từ trước đến nay, nơi quy tụ rất nhiều tác phẩm quý. Thì hôm nay mới là ngày thứ hai nhận cây, nhưng ghi nhận rất nhiều tác phẩm quý về. Và đến đây thì Bonsai Đỗ Huy cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Cái thước phim chia sẻ những cái tác phẩm rất là quý của anh Tuấn Thanh Hóa, có biệt danh là anh Tuấn Bồ Câu, thì đến đây xin phép được tạm dừng. Bonsai Đỗ Huy xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.